Dạ ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 9 tháng 5 năm 2024 nha. Giờ là thì hôm nay em tiếp tục về được một số mặt hàng lan rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số tự, thì người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Giờ rồi thì hôm nay em về có hai loại lan. Thứ nhất là lan hoàng thảo hắc mau nha mọi người. Một loại lan rừng cho hoa rất đẹp. Tiếp theo là lan giáng hương tam màu sắc nha mọi người. Với tháng 4 này cây đang nụ luôn. Đấy, dòng với tháng 4 là sấy rất đẹp nha mọi người. Các nguyên bản và hàng cây ấy nè. Em người về thì hôm nay được ít hàng như thế này thôi nha mọi người. Đấy. Rồi cái thì hôm nay bên em có chè nha mọi người. Đấy, chè cây trà của chè dây rừng. Đấy. Rồi thì hôm nay ít hàng lan thì em cho em xin giới thiệu về một đôi chút về cái chè tí nha mọi người. Đấy. Rồi thì nói chung là cũng thời gian nó cũng khá bận nên thì em cũng gọi là không giới thiệu, không quảng cáo, không gọi là không marketing cái sản phẩm nhiều. Đấy, hôm nay xin nghĩ thời gian của chú anh chị để em nói với chú anh chị chút nha. À, rồi thì đây là cây trà dây rừng của cây chè trà của cây chè dây rừng rồi em đã đóng gói thành phẩm hết rồi. Đấy, thì ba mẹ gửi em vào thì em chiết ra thành các bì như này. Đấy, cái này là em đã đóng gói sẵn rồi thì giờ chỉ việc gửi đi cho cô chú anh chị thôi. Đấy. Rồi thì về cái chè dây rừng thì em xin giới thiệu sơ qua thì nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại như vậy, thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng như vậy. Rồi ngoài tác dụng kể trên thì em chia sẻ đến cô chú anh chị một cái tài liệu khoa học, tài liệu nghiên cứu y học về công trình nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cây chè dây như vậy, thêm một số chỉ số lipid máu và một bệnh học của sơ vữa động mạch, thở uống cho cholesterol như vậy. Rồi thì cái mọi người quan tâm về cái cụm từ cholesterol như vậy và lipid máu thì hai cụm từ nó liên quan đến cái phần mỡ trong máu như vậy, gọi là máu nhiễm mỡ, thì nói về góc độ là các thành phần cấu tạo nó làm ảnh hưởng không tốt đến đấy như vậy. Đấy thì cái trường hợp mà lipid máu mỡ trong máu, máu nhiễm mỡ thì nó có các chỉ số đấy, chỉ số từ thấp đến cao, nếu có lượng mỡ trong máu mà nó nhiều nên thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hoặc huyết máu trong các mạch máu như vậy. Trường hợp mà mỡ máu nó nhiều thì nó gây tắc nghẽn, nên nó tạo thành cái cục mỡ gây tắc nghẽn, thu hẹp lại cái tắc nghẽn, gây sơ vữa và gây vỡ động mạch như vậy. Thì trường hợp máu không lên một số vùng cần thiết thì nó sẽ gây bệnh đột quỵ như vậy, như máu không lên não, đấy là cái bệnh đấy. Rồi thì công trình nghiên cứu này thì do các tác giả đã nghiên cứu này, trong đó bác Phạm Thành Kỳ, giáo sư tiến sĩ nghiên cứu cái công trình này. Thì cái nguồn tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nha mọi người. Thì bất kỳ ai cũng có thể tham khảo cái tài liệu này. Đấy. Rồi thì trong quá trình tìm hiểu về cây chè dây rừng thì em sưu tầm được cái tài liệu này và em chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh chị để cô chú anh chị tham khảo. Thì cái cây chè dây rừng đã được nghiên cứu khoa học rồi nha mọi người. Đấy, đây là một trong những cái công trình nghiên cứu được công bố để mọi người có thể xem. Đấy. Rồi mà đây có các chỉ số này, đây, các chỉ số rất là quan trọng là khi này mọi người đi xét nghiệm máu nó có hết. Đây, này mọi người tải tư liệu về, đây, xem rất là hữu ích nha mọi người. Rồi cái tài liệu này nó gồm có 8 trang, 8 trang một mặt như thế này nha mọi người. Mọi người có thể về tải về đọc rất là nhanh và cụ thể từ đặt vấn đề đến kết thúc vấn đề luôn. Đấy. Rồi em để cái đường link tải tài liệu này nó nằm ở phần bình luận nhận xét của video này nha mọi người. Đấy. Nhưng mà khi em để đặt cái đường link tải thì mọi người tải về không cần phải đi thì đi thẳng luôn cái file PDF nó được lưu vào được cái trang cái thông tin điện tử này là mọi người về tải về trực tiếp từ cái trang đó. Đấy. Thời gian tới thì em chia sẻ cụ thể hơn về cây chè dây rừng và một số tài liệu liên quan như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi về cái cây chè dây nó kia thì nói chung là đánh giá cho chú chị như mọi năm thôi. Đấy thì em chia sẻ một bình như thế này. Đấy, bình này bình 500 gram nó tương ứng với nửa ký nhưng mà 100.000. Đấy rồi bình 40 gram này, đấy 240.000 cho 200 gram nhưng mà này bị 2 lạng này, còn đánh bì 1 lạng nhưng mà bì 1 lạng là 20.000 nhưng mà đấy, một bì trà như thế này dạng khô này kia thì mọi người uống có thể rơi vào nếu mọi người ấy thì vào trong vòng một tuần. Đấy thì đối với một người như mọi người đấy, trong vòng một tuần 7 ngày nhưng mà như em mọi người dùng á
thì cái cây này nó cũng rất là có nhanh có tác dụng nha mọi người, trong vòng 7 ngày nên kia thì mọi người dùng mà thấy có hiệu quả rồi đó. Đây nha mọi người, cái này em tặng dùng thử khi có chú anh chị mua lan này, nếu một bình như thế này thì về dùng trong vòng 7 ngày nó có tác dụng này kia thì nó cũng ok lắm đó nha mọi người. Đấy rồi thì các vị lớn như thế này nè, đấy thì trước xưa này kia thì giờ em đóng các hình các bì lớn như thế này thì khách cũng đã dùng từ những cái bì nhỏ nhỏ này rồi này, đấy, dùng thử đấy thì mới có mua được những cái bì lớn này nè, đấy rồi, thì dùng tin tưởng này kia hiệu quả chất lượng này kia rồi thì mới có được cái này như vậy. Thì những cái việc mà đi từ nhỏ đến lớn này kia đấy. Hồi xưa em cũng đóng từ những cái bì nhỏ như thế này để bây giờ thì cô chú anh chị tin tưởng và dùng thì những cái bì lớn như thế này, hôm nay em đóng toàn là bì lớn không à, cũng nhanh hết lắm. Đóng này em chưa có thời gian nên em đóng mới đóng sơ sơ thôi đấy, còn một số chị ấy thì em đã đóng thêm hết cái đó luôn, lấy một bữa em gọi ông đó gửi đi hết rồi lại còn lại một chừng đó thôi, nói trong đó thì tầm 4-5 kg là hết nha em ơi. Hay còn này thì của chú anh chị ấy thôi, em sẽ đóng gửi đi nên như em lấy lên thôi đó. À, thì hiện giờ thì cái này cái cây đồng chè đầu mùa này đấy, mà năm này nó trúng thời tiết khô hạn này kia thì năng suất nó không cao nha mọi người đấy, mặc dù cái diện tích nó tăng lên nhưng mà cái năng suất nó lại thấp đấy. Này cái tình trạng của em bây giờ là giống như những cái gói chè như thế này này đấy, giống như có trè nhỏ như thế này và thời gian sau này kia thứ thì nó mới thành những cái quả lớn như thế nha mọi người. À, thế này em chia sẻ nhiều năm tháng rồi đấy, tính số lượng mấy năm luôn rồi mới được đấy, như thế này nha mọi người đấy, chứ không phải là bây giờ đâu đấy, nên cái gì nó đi từ nhỏ đến lớn đấy, có cái nhỏ cái bé như thế này thì mới được những cái lớn như thế nha mọi người. Rồi em hơi tâm sự một tí thì lâu lâu ít hàng này kia thì em nói anh này kia cho cô chú anh chị ấy. Rồi thì em cố gắng để, thì tại tình trạng bây giờ này kia thì chưa phát triển được nhiều thì giờ chỉ chờ thời gian thôi nha mọi người, thời gian tới này kia thì trong nhiều năm tháng này kia thì nó sẽ cho kết quả nó ấy hơn nha mọi người. Giống như những con trẻ nhỏ đó, chia sẻ những con trẻ nhỏ để được những con trẻ lớn nha mọi người. Rồi thì em chia sẻ hơi cái tí nha mọi người, bất cứ chuyện gì này kia thì trên đời này thì nó cũng như thế thôi, có cái nhỏ mới có được cái lớn nha mọi người. Rồi thì như một khi cô chú anh chị mua lan đấy, nếu mà có nhu cầu thì em tặng cho cô anh chị một bì như thế này nè, bì 100g về dùng thử đấy, thì đa số khách trên kênh của em thì cũng dùng thử khá nhiều rồi nhưng mà bây giờ người ta chỉ có việc đặt mua những gói lớn như thế này thôi đấy, về gửi về thôi đó, nhưng mà cô chú anh chị chưa dùng này game xem kênh lần đầu này thì mình có thể mua em tặng miễn phí một bì như thế này đấy, tặng những gói nhỏ như thế này người về dùng đấy, này nếu mà một người dùng thì tầm 7 ngày là được nha, người về giải nén nó ra nó được nhiều lắm đấy, bỏ một trong ấm này kia được rất nhiều đấy. Do cái lượng trà ở nhà em á là nó nhỏ như mày, cái này cái lượng trà nó nhẹ nó được nhiều đấy, nó này như thế nên như mà cọng nó to này kia thì nó nặng đấy, cái này lá với ngọn này kia không, nó nhỏ lắm đấy, nên được lượng trà rất nhiều như mày. Đây có chỗ anh chị dùng rồi thì có chỗ anh chị biết rất rõ về cái sản phẩm này đấy. Rồi thì còn em đó thì hai một lạng 20.000, hai lạng 40.000, nửa ký 100. Em có bảng giá đây nè, đây, giá mọi người tham khảo đây. Đấy, riêng mọi người mua 1 kg trở lên là 1.000g này, tương ứng 1 kg giá là 200 miễn phí ship nha mọi người. Đấy, ký rưỡi là 300, 2 kg là 400, đấy, miễn phí ship hết. Còn dưới 1 kg đấy, từ 100g đến 900g tương ứng giá tiền này nha mọi người. Cộng thêm phí ship nữa là xong. Đấy, và cho anh chị mua thì mọi người xem xét. Em thì bên em thì cũng nhận đóng gói theo yêu cầu nhưng mà này thì chẳng qua cũng giới thiệu nãy thôi, em mang tính ấy này kia rồi về sản phẩm thì nó cũng hạn chế đấy. Rồi người tham khảo cái này để theo dõi đấy. Thì cái này em xác định làm lâu dài và phục vụ của chú anh chị, đặc biệt là với các nhu cầu ở này kia về bệnh dạ dày mà các bạn như vậy về cái này mỡ máu cái này kia đó. Này cây hoàn toàn tự nhiên nha mọi người, trồng hữu cơ đấy, nên mọi người yên tâm sử dụng đấy. Rồi. Rồi. Rồi trước khi vào quay lan thì em giới thiệu kênh của em nha mọi người. Kênh của em là kênh núi rừng tài nguyên channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694 nha mọi người. Thì bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mình nhận được hàng nha.
Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn được 30k, nhiều đơn được 30k nha mọi người. Rồi đây. Mọi người theo dõi các mặt hàng Lan Rừng, bạn có thể chia sẻ thêm sản phẩm chai dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh đúng này, bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi thì cái video này em đăng video nên mọi người có thể tua qua tua lại cũng được, không phải là phát trực tiếp nên rất là dễ nha mọi người. Em phát trực tiếp thì mọi người phải xem nha, đăng video thì mọi người cứ tua qua tua lại, tua hình nào cũng được hết mọi người. Rồi cả lan hoàn thảo hắc ma nha mọi người, đây hoa của nó đây. Đấy. Hoa nở nó như này, đấy. Đặc biệt mùa này cây đang hoa luôn này, đây là một hoa ngắm như vậy, đây. Rồi cái dòng hắc mao này nó nở hoa trên đầu ngọn, đối với những cây nói này, này như này nở được 1, 2, 3, 4, 5 hoa này, đó, hoa hắc mao rất đẹp nha mày, đấy, độc đáo luôn, đấy. Lan hoàn thảo hắc mao nha mày, đấy, cây đang hoa, đấy. Rồi đây là một cây nguyên bản như vậy, đấy, nguyên bản hoàn thảo hắc mao này. Đấy. Nên là người về giải việc đặt chậu thì không cần phải ghép hay không cần phải ghép nữa đâu. Đấy. Cây này lá cũng to nhưng mà này bằng là lớn này. Đấy, một số cái đang nụ. Đấy. Hoa nó càng nở thì nó càng đậm nha mọi người. Đấy. Lan hoàn thảo hắc mau. Và đang được cho rất đẹp nha mọi người. Mọi người về chăm xong là cây con nó lên nữa. Đấy. Lên nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Rồi lan hoàn thảo hắc mau cây nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đấy, hình này hình 150 cho cây nguyên bản lớn như vậy. Rồi tiếp theo là đến hình số 2 này. Hình số 2 cũng là cây nguyên bản đó nha mọi người. Đây nguyên bản rất là to nha mọi người. Rất đẹp. Đây rất nhiều thân tơ nha mọi người. Đây đếm không xuể luôn. Đấy. Một số cái đang nở hoa này. Đấy. Là nguyên bản thứ hai nha mọi người, lan hoàn thảo mau. Đấy, nào người về đặt chậu không cần phải ghép nữa nha mọi người. Quá trời thằng ta luôn rồi. Đấy. Rồi, hôm nay mọi người về chăm, đấy, người chăm tốt này kia thì hoa nó sẽ rực rỡ lắm nha mọi người. Được cái là cái này là cây nguyên bản, được nhiều thân tơ. Đấy, quá đẹp nha mọi người. Hình số 2, hình này 150 luôn cho cây nguyên bản lớn, hoàn thảo hắc mao nha mọi người. Rồi, hôm nay có hai nguyên bản đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người, một cái 150. Tiếp theo là đánh hình số 3, hình này hình 100 cho cây nguyên bản lớn này. Rồi, đây hàng nguyên bản đó nha mọi người. Đấy. Đây rất đẹp. Đấy. Người về chỉ việc đặt chậu thôi, không cần phải ghép nữa nha. Đấy, quá đẹp luôn rồi. Đấy, chúng ta che vào được nha mọi người. Rồi cây nguyên bản số 3 hắc mao nha mọi người, hoàn thảo hắc mao 100. Tiếp theo đánh hình số 4 nha mọi người, hình này 100 này. Đấy. Rồi cây nguyên bản của nó luôn. Đấy, này người về chỉ về đặt chậu thôi. Đấy, hôm sau ra cây con bám rễ vào giá thể này và thêm giá thể mới của mọi người thêm vào á. Đó, ok nha mọi người. Đó. Rồi cây nguyên bản 100 nha mọi người, hình số 4, 100 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 5 nha mọi người, 100.000 cho hai nguyên bản lớn. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đó cây đang hoa lên nha mọi người, họ hắc màu rất đẹp nha mọi người. Đấy, một số cái đang hoa, một số cái đang nụ này. Đấy, nguyên bản nó bám về thể như thế nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo đến nguyên bản số 2 này. Đấy. Cây cũng đang hoa. Đấy. Thằng rất là khỏe nha mọi người. Này mọi người chỉ việc về ốp vào thôi. Ốp máy vào thôi. Đấy. Rồi hai nguyên bản 100 nha mọi người, hình số 5. Tiếp theo là đến hình số 6 nha mọi người, 100.000 cho hai nguyên bản. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 2 này. Đó nó có nhiều thân tơ, mà thân tơ mập mạp không nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn. Rồi hai nguyên bản hình số 6 100. Tiếp theo là đến hình số 7, 100.000 cho hai nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. Cây đang hoa lên nha mọi người, thân nó mập mạp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 2 nè. Rồi hai nguyên bản hắc mao nha mọi người. Hình số 7 100. Tiếp theo là đến hình số 8 nha mọi người, đấy 100.000 cho hai nguyên bản luôn. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. À, một số cái đang nụ nha mọi người, một số cái đang hoa, một số cái đang nụ. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy. Đó, hoa hoàn thảo hắc mao nha mọi người. Đây. Rồi hai nguyên bản 100 cho người về sưu tầm số 8. Tiếp theo là hình số 9, 100.000 cho hai nguyên bản luôn. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, hai nguyên bản hoàn thảo hắc mao, nguyên bản rất là chắc chắn nha mọi người.
Rồi, 20 bản, 150 về sưu tầm, hình số 9. Tiếp theo là đến hình số 10. 100.000 cho 20 bản luôn. Ở đây nguyên bản đầu tiên nè. Đó, em nó đẹp nha mày. Tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Đó. Rồi hai nguyên bản hình số 10 100. Tiếp theo là đến nguyên bản hình số 11 100.000 cho 3 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên nè. Đó, hoa rất đẹp nha mày. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Đó. Nguyên bản là ngọn vẹn cần phải ghép. Tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Ba nguyên bản như mày. Rồi ba nguyên bản hoàn thảo nào, hình số 11 100. Tiếp theo hình số 12 100.000 cho ba nguyên bản. Hình này nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, cây đang nụ như mày. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, cây đang hoa như mày. Này nó nở càng lâu thì hoa nó càng đậm như mày. Rồi ba nguyên bản hoàn thảo mau hình số 12 100.000 cho mọi người về sưu tầm, đó là hoàn thảo hắc mau. Rồi tiếp theo là đến hình số 13 100.000 cho 4 nguyên bản nha mọi người. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, đó, cây đang nụ này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, đó, cây đang hoa này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, 4 nguyên bản hoàn thảo hắc mau nha mọi người. Đấy. Rồi, hình 13 100.000. Tiếp theo là đến hình 14 100.000 cho 7 nguyên bản. Rồi, đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi nguyên bản số 4 này. Đấy. Rồi nguyên bản số 5 này. Nguyên bản số 6 này. Và số 7 này. Đó. Rồi hàng 14 nha mọi người, 100.000 cho 7 nguyên bản. Đó là hàng nguyên bản. Tiếp theo đến hàng dây 5 người về kép. Đấy, hình số 15 120.000 cho 2 dây lớn nha mọi người. Rồi, đây là dây lớn đầu tiên này. Đó. Cái dây rất đẹp nha mọi người. Đó, cây hoa rất đẹp luôn này. Đó, hoa nở rất đẹp luôn nha mọi người. Đấy, một số cái đang nụ, một số cái đang hoa. Đấy, mọi người về lên chậu nên nhìn nó ok rồi nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo đấy nhá, cây dề số 2 này. Đó. Rồi hai dề 120 cho người về sưu tầm hình số 15. Tiếp theo hình 16 120 cho hai dề lớn luôn. Rồi đây dề đầu tiên này, đó, cây cũng đang hoa luôn nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo đến dề số 2 này. Đó. Hai dề hắc mau nha mọi người. Đó. Rồi hình này hình 120, hình số 16 nha mọi người, cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình 17 nha mọi người, 100.000 cho 5 dề này. Đó. Rồi đây dề đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo đánh dề số 2 này. Đấy, hoa rất đẹp nha mọi người. Như này nữa 1 2 3 4 hoa luôn này. Đó. Rồi tiếp theo đánh dề số 3 này. Đó. Tiếp theo đánh dề số 4 này. Rồi tiếp theo là đánh dề số 5 này. Rồi 5 dề hoàn thảo mau hình 17 nha mọi người, 100.000. Rồi tiếp theo là đánh hình là số 18 100.000 cho 5 dề. Ở đây dề đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là dề số 2 này. Đấy. Tiếp theo là dề số 3 này. Và tiếp theo là dề số 4 này. Đấy, hoa rất đẹp nha mọi người. Tiếp theo là dề số 5 này. Đấy, nó khỏe. Đấy. Các hàng rừng về chăm khỏe lắm nha mọi người. Đây 18 100. Tiếp theo là đến hình số 19 nha mọi người. 100.000 cho 5 dề luôn. Rồi đây về đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo những về số 2 này. Đó, hoa đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo những về số 3 này. Đấy. Đang nụ đang hoa luôn. Rồi tiếp theo về số 4 này. Đó, quá đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 5 này. Đó, 5 về hắc mau nha mọi người. Hình là số 19 100. Tiếp theo là đến hình số 20 100.000 cho 6 dây. Rồi đây về đầu tiên này. Tiếp theo đến dề số 2 này, đây, quá đẹp nha mọi người. Dề to đẹp. Rồi tiếp theo dề số 3 này. Rồi tiếp theo dề số 4 này. Rồi tiếp theo dề số 5 này. Rồi tiếp theo dề số 6 nha mọi người. 6 dề hắc mau. Hình số 20 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo hình 21 100.000 cho 7 dề. Rồi đây dề đầu tiên này. Đấy, tiếp theo đến dề số 2 này. Đó, tiếp theo đến dề số 3 này. Đấy, tiếp theo là những gì số 4 này.
tiếp theo là đến về số 5 nè, rồi tiếp theo là đến về số 6 nè, rồi tiếp theo về số 7 nha mọi người. Đấy, 7 về hắc mao hình 21 100. Tiếp theo là đến hình 22 100 nghìn cho 8 về. Đây về đầu tiên nè, tiếp theo đến về số 2 nè. Rồi về số 3 nè. Về số 4 nè. Rồi về số 5 nè. Đấy. Về số 6 nè. Về số 7 nè. Về số 8 nè. Đó, 8 về hoàn toàn hắc mao hình số 22 100 nghìn cho người về số tâm. Tiếp theo hình 23 100 nghìn cho 20 về. Ở đây về đầu tiên nè. Đấy, tiếp theo đến về số 2 nè. Rồi tiếp theo đến về số 3 nè. Theo đến về số 4 nè. Về số 5 nè. Về số 6 nè. Về số 7 nè, về số 8 nè. Về số 9 nè. Về số 10 nè. Về số 11 nè, có hoa hết nha mọi người. Số 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè. 17 nè. 18 nè. 9 nè. Hình 23 nha mọi người, 100 nghìn cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 24, 100 nghìn. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè, 9 nè. 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18, 19 nè, 20 nè. Đó. Rồi, 20 về nha mọi người. Đấy, lần này người về ghép hết lại, có về hết rồi. Cái này được nhiều về. Đấy. Rồi, đó là lan hoàng thảo hắc mao nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có về lan giáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Hàng lá xếp rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa của nó đây. Đấy, hoa cũng rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa của bông mềm nó màu vàng đấy nha mọi người. Rất đẹp luôn. Người về trồng thì khi nó thích nghi rồi cây nó sẽ xanh mướt và tới mùa nó sẽ cho hoa nha mọi người. Đó, lan giáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Hình số 25 nha mọi người. Đấy, hình này hình 100 cho nguyên bản 3 ngọn nha mọi người. Đây. Ngoài tự nhiên nó như thế này nha mọi người, nó bám trong cái cây mục như thế này khá là nhiều năm, nó cho được một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn nha mọi người. Đấy, cái này mọi người về ký thêm vào. Đấy, được nha mọi người, thêm một cái giá thể cứng cáp hơn, ốp cái này vào là được nha mọi người. Ngoài tự nhiên nó bám như thế rồi. Đấy, để cho nó nhìn nó. Đấy, cây đang nụ nha mọi người, đang nụ hoa này. Đấy, người về có hoa chơi luôn. Đấy, thế rất đẹp nha mọi người. Rồi, ngoài tự nhiên nó như thế. Rồi, bản nguyên bản này ba ngọn đẹp là 100 nghìn cho người về sưu tầm thôi. Hình 25. Rồi tiếp theo đến hình 26, 150 cho 6 cây xếp lớn như vậy. Rồi dòng lá xếp này. Cây lớn như vậy. Rồi đây là cây đầu tiên này, nó đang nụ hoa như vậy. Cây lớn đầu tiên này. Tiếp theo đến cây số 2 này, này cũng đang nụ luôn này. Đó, rồi tiếp theo đến cây số 3 này, nó cũng đang nụ như vậy. Rồi tiếp theo đến cây số 4 này, đó, đang nụ luôn này. Rồi tiếp theo cây số 5 này, đấy, này được hai vòi hoa này, đang nụ này. Rồi tiếp theo đến cây số 6 như vậy, đấy, cũng đang nụ hoa luôn. Đây này được hai vòi hoa này. Rồi 6 cây xếp lớn như vậy, hình này hình 150 cho người về sưu tầm, 26. Tiếp theo là đến hình 27 nha mọi người, 120 cho 6 cây lớn nè. Rồi, đây là cây đầu tiên nè. Xếp đầu tiên này đang nụ nè. Tiếp theo đến cây số 2 này đang nụ luôn. Đấy. Tiếp theo là đến cây số 3 này đang nụ nè. Cây số 4 này. Đấy. Rồi cây số 5 này. Rồi tiếp theo là cây số 6 nha mọi người. Đó, 6 cây quế đang nụ hoa. Rồi, hình 120, hình 27 nha mọi người. Rồi về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 28, 120 nghìn cho 8 cây lớn. Ở đây cây đầu tiên này, đấy, đang nụ này. Đó. Rồi tiếp theo đến cây số 2 này, đang nụ này. Cây số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo cây số 4 này, này được 2 vò nụ này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo cây số 6 này. Rồi tiếp theo là cây số 7 này.
đấy, đang vào nụ trong này. Và tiếp theo cái số 8 này đấy, cũng đang vào nụ này đấy. Rồi 28 nhé mọi người, 120.000 cái 8 cây lớn. Tiếp theo lấy hình 29, 100.000 cho 10 cây. Đây cái đầu tiên này đang nụ này. Cái số 2 này, đó, cũng đang nụ hoa luôn này. Cây số 3 này đang nụ này, cây số 4 này đang nụ này. Cây số 5 này, đó. Cây số 6 này. Cây số 7 này cũng đang nụ luôn. Cây số 8 này cũng đang nụ này. Cây số 9 này. Đó, cây số 10 nha mọi người. Rồi, hình 25 nha mọi người, 100.000 cho 10 cây. Tiếp theo là đánh hình 30 nha mọi người, 100.000 cho 30 cây nhỏ nha mọi người. Ở đây cây đầu tiên này, tiếp theo là cây số 2 này. Rồi cây số 3 này. Cây số 4 này. Cây số 5 này. Đó. Rồi cây số 6 này. Cây số 7 này. Cây số 8 này. Cây số 9 này. Cây số 10 này, cây số 11 này. Đó đang nụ. 12 này, 13 này. 14 này, 15 này. 16 này. 17 này. 18 này, 19 này. 20 này. 21 này. 22 này. 23 này. 24 này. 25 này. 26 này. 27 này. 28 này. 29 này. 30 này. 31 này. Rồi. Hình 30 đó là hình cuối cùng nha mọi người. Làng giáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Mọi người về sưu tầm. Rồi, đó là hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Rồi, mọi người đặt hàng thì gọi số điện thoại giúp em là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Thì đó bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Thì đó thống nhất cái ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi. Rồi, cô chú anh chị mua lan này, hay có nhu cầu mà dùng trà của cây chè dây rừng, nếu là người cứ nói em tặng một bình như thế này, 100g này, đấy, rất là nhiều nha mọi người, đấy, một lạng trà nhưng mà rất là nhiều, do trà nó rất là nhỏ, đấy, cành ngọn là lá, đấy, làm người uống vào nó hậu ngọt, rất là hay nha mọi người, đấy, rồi, thì các cái tài liệu này kia mọi người tải về xem rất là hữu ích nha mọi người, đấy. Rồi, cái này thì em sẽ đóng đi cho khách nha. Đó. Một số khách nào chưa ấy này kia thì nhắn em gửi đây cho mọi người. Đó. Rồi, thì em sẽ đóng thêm, đấy, đóng thêm một số cái bì mà của chú anh chị mà máy nữa. Đấy. Thì, mọi người dùng thì cứ nói với em bình thường nha. Đấy. Có thì em tặng thôi. Đấy. Tặng mọi người về dùng thử. Nếu mọi người về dùng được thì mọi người mua thêm. Đấy. Rồi. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh Gen trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hãy nhớ nhìn lan về cho người sưu tầm. Thì em xin chân thành cảm ơn. Thì rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.